Ok, và hello xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và đừng vào đây là video đầu tiên của mình đó nha anh em. Ok, chào mừng anh em đã đến với kênh Kham Gaming TV. Hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng Duka nha anh em. Ôi, ôi. To gì nào. Đấy, đây, anh làm gì tôi? Này, mày tính mày ghê gớm mà. Đu gom ghế tóc tá không trực phát nào bây giờ. Đấu thăng luôn. Này, này mày vào đây một cái chứ là tao chạy luôn. Mày làm sao hết chưa hai chưa mày 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 hết chưa hai chứ rồi mày ra đây mày ra đây mày con quái đi mày bật chiêu hai đi bật đi mày bật giùm bố mày cái đi rồi xong đây mày bật xong phát đi này 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 này, này, này. Mày không thấy chưa ai đủ á à, đủ là lý mày tưởng mày ghê gớm mà rồi 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 xong rồi xong rồi xong rồi xong này này này, này. Một mập bình mỡ mày mày ăn nhiều quá mày đánh mỡ mày chơi chấm con chó mày đậu xanh nó quay là mình mà nó ghê gớm anh em ạ tôi gom ghế tôi tán không trượt phát nào luôn này này làm sao mày dùng chưa hai đi mày tối mày ăn bố mày trước đi rồi tôi hết chưa hai chưa chạy đâu headshot đủ mà úi xôi anh làm gì tôi á đâu đủ mà đập không trượt phát nào bây giờ đâu rồi thằng kia đâu rồi à tôi đây úi xôi thứ tao hả đủ xanh hết tên rồi rồi và nốt thằng quái rồi và có ulti làm gì bây giờ các bạn không làm gì hết á về ai úi sổ nhấn nhầm rồi rồi mình đã về nhà rồi trên kia đang chuẩn bị có một sự đép không hề nhẹ của team bọn mình trên kia thì tu lên đang bị đép dưới chỗ FB này thì đang có sự giao tranh rồi đi rồi đây là video đầu của mình cho nên là mình bình luận hơi bị ngáo chó nha em phải làm sao ui mình kinh lắm nó có level 4 rồi không ăn nổi nó đâu chỉ có sự cấu gì nữa thôi là sao đấy còn nhảy trong giao tranh đấy đấy người ta đây đấu thân mày luôn đó rồi xong 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 mày ra đây bố mày lại sợ mày quá mày ra đây này 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 chọc bé này 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 à gì tao mày làm gì tao hả làm gì tao anh làm gì tôi hả đấu xong nó luôn nè mày qua đây chọc chọc dưới nữa này nè 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 mày qua úi sổ tao chạy chứ làm gì đâu căng làm gì đâu mà khó khăn rồi bùn rách nên ganh hộ đồng không biết ăn tại mình leo danh bạch kim nữa các bạn ok bây giờ thì không chầm trò gì nữa mình sẽ vào khu vực bờ đổ này mình hốt nhé cái bùa xanh các bạn mượn sai đứa đó không phải là mình cướp đâu mình mượn sai đứa đó cho đấy các bạn cứ bảo mình cướp nha mình tủi thân lắm đó đủ săn luôn nhưng mà sai đỡ con bồ đố này chuồng này nè úi trời ơi úi con phải đi đến rồi mình rớt sang con bồ đố ôi nhanh làm gì tôi em mình tốc biến luôn này em ưng ti này làm gì được tao mày thì mình ghê gớm lắm mà tôi có một ghế táng rồi chứ đấu thân nó luôn úi trời à tôi trong đây phải không mày 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 núp ha mày này mình canh con bùa xanh nữa này còn cần phải con chim tôm bé đu tại cao sư tú nó bé của em úi trời ơi đấu xanh này mày làm sao ui ui anh ơi ra anh làm gì tôi và từ đó hỏa mi không còn hót nữa đấu anh thằng mua rừng đi gác này mày canh tao mày thằng cà phê đi này mày 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 cứ đợi đấy đụ săn nó luôn mất mẻ cái chủ luôn rồi
Tức là tuổi thân dù cá béo đấy cơ mà. Đến canh hô tao cái mày. Đậu xanh. Thôi để mình san xong đường qua này mình phải đi kiếm muối đấy các bạn. Đậu ma chứ cái ở trong nhà nghe này. Nó quay mình nó ghê gớm thế mà mình cứ ở trong nhà này. Thôi. Đâu? Nè, anh bình tĩnh dùng em nè. Úi xôi ôi. Tao vừa thẳng nhà nó đậu xanh nó luôn. Định vào farm nó một cái mà không được. Tôi cắn nhẹ cái đi. Á đủ. Nà ní mày đâu này. Úp ha mày. Úi xôi ôi. Úi rồi ôi. Úi rồi ôi. Có ngành ăn với tôi. Úi rồi ôi. Đâu mơ chạy nhanh quá. Farm hết được mấy này nữa. Các bạn có thấy mình bình luận có buồn ý không đó à? Để ai buồn ý thì chuẩn bị từ giấy vệ sinh đi toilet đi nha. Đấu sạch mẹ mày làm sao? Mày thích nè. Mày chiến nè. Nè. Dừng đâu ganh bố. Rồi ta cứ thằng dừng này nó không biết ganh nhỉ. Đừng. Bố ơi. Không lẽ tao thọc mày. Nè, trọng hứa này. Ừ, đi, thôi thấy chết lắm. Trụ để mét, mẹ nó rồi. Dừng ganh. Anh hỏi bố mày cái. Đầu má kinh à thôn rúp 15 phần trứng nó mấy bà. Mày thích nó không? Mày đừng có đừng núp tao ra. Núp tao có trải đi. Ôi trời, nó đang ở đằng mít rồi. Đâu rồi. Đủ săn nó. Rồi xong. Bo. Úi trời ơi. Nó cứ chạy này nó khôn ấy nhỉ. Thấy mình rồi. Thế thì mình hốt nhẹ cái trụ của nó nào. Trời ơi, nhân cơ hội anh á thủ đây đi. Để được mít cho nên là mình sẽ hốt luôn cái trụ này nha, nhưng mà không hốt được đâu. Lúc mình đang cần trường cái. Mày vào sao đấy? Rồi xong. Rớt cái ulti ra đây một cái đi. Mày rớt đi. Này tao cho mày đập này. Đập đi. Ăn bố mày chưa đi. Rồi xong rồi xong. Rồi mình đập ulti xong chưa. Chạy đâu. Tao chạy chứ làm gì đâu cả. Tao chạy thì đâu làm căng. Rồi. Ê anh ơi thay. Ê em dớ anh ơi. Dừng ganh hộ bố. Ganh. Ơi. Đậu săn nó luôn từ đầu game đến trừ nó chưa ganh mình phát nào. Thật như con chó ấy. Rồi xong anh A thú rồi. Mày mày ghê gớm mà. Mày qua nhà ngày tao mà. Mày ghê gớm mà. Các cái thể loại ấy là phải gom ghế tán cho nó mới trừ được. Không trượt phát nào luôn. Đậu săn này. Này thằng cú lừng này. Thằng cú lừng không. Chạy qua đây một cái thôi. Tao quấn cái má nhìn không ra luôn. Cái đó thân nó luôn. Mày núp à? Mày núp à? Phải không? À đủ. À đi. Vâng vợ ở khu vực rừng đang có sao ra tranh nhẹ để tranh con rồng. Vâng. Nè. À đủ. Đúng. Vâng và đây là một pha highlight cho Du Cá Béo. Mày còn chưa đi Việt Nam Airlines về. Đậu săn nó luôn. Các bạn thấy pha đấy hay không? Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like một xe. Ê, làm gì tao? Đủ má mà mày không đến tập đoàn này. Hai đánh một, không chụp cũng về. Mà ba là mà bù nữa lại rồi, không trượt phát nào luôn. Nhưng mà mày cho anh á thủ mà có thằng cà phé nì. Nó giúp cho anh ấy thoát chết trong pha ấy. Không thì anh ấy đang được ở khu mít rồi. Các bạn có thấy mình hay không? Đậu xanh. Vâng. Và đây là anh Van Helsing và chị Annette đang farm khu vực ở mid. Vâng, bây giờ tôi đang ra mid. Mấy anh này đang làm gì đây? Vâng, chị Violet đang ở đằng sau. Tôi chuẩn bị từng người. Rồi, anh Du Lần đang chạy. Tôi lao. Ôi trời ơi. Đấu săn nó luôn. Bình luận liên cúp lớp các bạn ạ. À. Các bạn thấy mình giống mạnh bà lu không? Không.
tốt đấy. Mình sẽ bắt đầu mua rách này rồi. Xem nó cái rồi. Mạnh bờ lù cái quần đuôi. Bù lùi mà không biết gắn gì hết. Đậu xanh luôn. Bờ lích với cả bờ lù. Không thấy rồi. À không thấy gì rồi. Kham Gaming TV đang làm video này á. Đậu xanh nó luôn. Nè chuẩn bị này. A thù này. Nè úi xồ ôi nó chết rồi. Một pha check rất óc chó của Kham Gaming TV. Vâng, và chị Violet đang ở đây. Trời ơi, chị Violet này. Úi trời ơi, một pha óc chó. Vâng, đúng. Oh, oh. Vâng, và từ đó anh Duca Béo đã lên bảng đến số bằng cấp độ. Bàn thờ anh ta đã ảo tưởng sức mạnh. Đậu xanh. Thấy chưa? Đấy là bệnh ảo tưởng sức mạnh đó các bạn à. Mình quay nhà người ta mà mình ghê gớm đó. Ok, và đây là cái shop đầu tiên của mình nha. Shop đầu tiên của mình là chỉ có bọn kia máu mỏng cho nên với shop đầu tiên là thanh kiếm thôi nha. Lẽ ra phải cái thương xuyên phá đầu tiên đấy. Shop đầu tiên là cái thương xuyên phá. Shop thứ hai là cái gầy hầu dè. Cái shop thứ ba là cái thanh kiếm. Shop thứ tư là cái hang cu đơ thịnh nộ. Cái shop thứ năm là cái anh phê lực. Cái shop thứ sáu là cái giáp hộ mệnh nha các bạn. Rồi. Các cháu có thấy bà ngầu không? Cục xì lâu và Camelot. Đây còn gì nữa. Đủ mà đã xuống để nó đập nó đợi chết luôn rồi. Rồi xong rồi xong xong a thu rồi rồi xong rồi xong nè anh bình tĩnh dùng em này đúng châu âu. Oh, vòng tay này rất ốc chó của anh Kham Gaming TV. Vâng, anh ấy đã nhảy ốc chó đến tận bùa năm sâu vòng mà anh ta đang đi chạy về khu vực của mình. Anh ta làm gì? Anh ta đang farm con này vứt hộ anh mu rách. Vâng, và cho mu rách ăn bùa xong rồi. Làm gì vậy anh ta rất và đấy đó là một pha nhảy ulti rất ốc chó của anh Kham Gaming TV. Vâng, anh ta làm việc, anh ta chuẩn bị ra hết bình lý này không anh ta phá trụ đảo săn nó luôn. Thôi đi em nha, nhảy như cái quần đuôi đậu săn luôn. Bây giờ mình sẽ ăn hốt trong cái trụ rồi mình sẽ ăn thế cái con chim bự chà bá. À không phải chim bự chà bá cái mà cái con chim khốn nà đậu săn nó luôn. Con chim bự chà bá là con dơi quỷ đấy các bạn. Úi trời ơi. Rồi, mày mình đã được hack lên thịt nộp. À đủ là lý. Bánh to như bay. Rồng. Úi trời ơi. Đây mình tí nhá, nhắc tê. Úi trời ơi. Đây một pha óc chó không hề nhẹ của Kham Gaming TV. Ăn rồng đi kia mấy thánh ơi. Rồi, con rồng nó được xử lý. Mà sao con mù rừng đi rát nó cứ không hay ganh mình vậy ta. Mình có phải là xanh lắm đâu, mình có phải là mình ngon lắm đâu. Ê game này game đồng đội nha anh em nè. Con Violet này đúng rồi. Ôi và một pha này ốc chó của anh Kham Gaming TV. Vâng, anh ta đã lên bảng đế số bằng tốc độ bật thử. Các bạn có thấy mình chơi ngáo không? Đậu xanh rồi, mù rát đang đi pha lén đầy lè. Vâng, liệu có thể win trong pha này không? Ôi trời ơi, chị Caffeny và anh Tulen, tủ lạnh, đã ra farm. Đã dừng nhưng mà không, anh Bu Giáp đang rất là hay. Anh ấy đang thể hiện với những vòng pha của Mạnh Blue, anh ta đang rất ngáo trong một pha ngáo. Liệu có thể thua cho pha này không? Vâng, A Thu vâng, và Glack đang về. Anh Mập Béo đang hút và anh Bu Giáp đầy lẻ không thành công. Bây giờ thì mình sẽ tay anh Bu Giáp đi đầy lẻ nha. Anh em đâu xanh. Vãi nồi. Như thay anh mua rừng đi rắt phá lén. Các cháu có thấy bà ngầu không? Cục xì lâu và khám với lớp. Đập không cả thầm quái này thì đập người đập thế nào. Bây giờ mình phải farm. Farm và farm. Đừng để con, đừng để con bên đây nha. À, không phải, đừng farm con bên kia. Bên kia, quên. Nếu mà farm con bên kia thì mua rách thì nó không có điểm nội tại để mà pick. Rồi xong rồi. Nè, nè, ăn bình tĩnh dùng em này. Đúng, đâu âu. Và từ đó họa mi không còn hot nữa. Ây da, các bạn có thấy mình ngáo không ạ? À? Đậm chất ngáo rồi nha. Đậu xanh nó luôn xong trận này lâu vãi nồi luôn vậy. Điều có thua không ta? Tôi chẳng trội vậy ta. Rồi xong thì Safeni đang ăn rồng.
Úi giời ơi, rồng bỏ chùa đã bị lên bảng đếm số. Vâng, anh Mù Giáp có thể làm gì được không? A Thu đang là chuyên một và A Thu cũng ti. A Thu làm gì? Anh Mù Giáp đang nối cái hết kilo thịnh nộ. Anh ấy dùng chiêu anh ấy dẫn lại rất là hay. Cho anh Mù Giáp gì? À không, nhầm, Mù rừng đi ra. Anh ta làm gì? Vâng, bây giờ và Du Cá Béo đang ra. Du Cá Béo có làm được cái trò trống gì không? Du Cá Béo làm gì? Du Cá Béo ra chia hai. Ulti. Vâng, vào chúng chị Mù Giáp. Gì chị đã chạy được rồi. Vâng, và anh Du Cá Béo lại chuẩn bị lên bảng điểm số. Trời ơi, mà cái trận quá là ngáo đi chứ hả? Vâng, và anh Mù Giáp đang kéo được chị Ve ra. Anh Ven Helsing đã lên bảng đến.